Hello anh em, hôm nay thì có khách hàng mang cẳng trước của xe mini đến shop cho mình sửa. Thì như các bạn đang thấy đây thì có rất là nhiều lỗ nhỏ li ti vào với vết xước. Và đây là trường hợp mà mình rất là hay gặp do xe chạy đường cao tốc hoặc là đường nhiều đá nhiều bụi ấy. Thì mà khoan, dừng lại 5 giây thôi nhá. Thì theo các bạn là mình nên sửa chiếc xe này như thế nào? Chắc là nhiều bạn lại bảo là mình lấp mấy cái lỗ nhỏ li ti này bằng matit chứ gì, hay là tẩy sơn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì hãy đến video ngay sau đây nhé. Let's go. Surprise, motherfucker. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Sơn Ô Tô và mình là Steve. Và không còn để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta bắt đầu sửa cái cẳng trước của chiếc xe mini này nhá. Thì do là cẳng trước này có rất là nhiều lỗ nhỏ li ti hoặc là những cái vết xước thì cái việc xử lý cẳng trước này rất là đơn giản đối với mình. Thì các bạn chỉ cần xài giấy nhãn 320 và mài hết tất cả những cái bề mặt mà có những cái lỗ nhỏ li ti, các bạn mài hết tật luôn bằng giấy nhám 320. Những cái lỗ nhỏ mà li ti ở trong cái góc mà cái máy chà nhám không chà tới ấy, mình sẽ dùng cái giấy nhám 320 bằng tay và mình sẽ mài. Các bạn thấy thì những cái góc cạnh mà các bạn thấy nó khi mà lắp lên cẳng trước nó không có hiện ra ấy, như là những cái góc cạnh mà gần phía dưới hay là những cái phần mà bên hông ấy, thì mình sẽ không mài và mình sẽ dán đè lên cái đường viền đấy và mình sẽ sơn lót thôi, nhưng mình không có mài và mình cũng không sơn lót vào đó. Tại vì khi mà mình sơn lót vào đó thì rất là khó để mà mài ra các bạn, cực kỳ khó. Thì mình chỉ chà những cái phần nào mà hiện lên hoặc là mắt mình thấy được thì mình sẽ mài. Còn những cái chỗ mà khó mài, những cái chỗ mà ngóc ngách mà để cho lắp cái cản trước vào xe mà không hiện ra thì mình sẽ không mài các bạn. Rất là đơn giản. Thì tuần này thì mình lại là lên video rất là trễ nha các bạn. Thực sự thì hiện tại mình rất là bận rộn cho công việc, như là gần cuối năm và sắp đến Giáng sinh á, thì bên mình rất là bận rộn. Cộng thêm nữa là mình có khách hàng của riêng mình. Thì các bạn đã thấy thì mình có chiếc Mustang năm 1966 và mình đã sơn sửa xong. Khách hàng đã đến lấy xe và họ bỏ lại thêm một chiếc xe, đó là Ford Escort năm 1974 thì phải, thế hệ đầu tiên của Ford Escort. Thì mình cũng đang gọi là đắm chìm trong công việc đấy và mình không hề có thời gian để mà sửa video hay là quay video gì hết. Thì cộng với công việc của shop nữa thì rất là bận rộn, cho nên là mong mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể để mà lên video để mỗi tuần cho mọi người xem. Các bạn biết thì thực sự mà nói thì video của mình cũng không phải là có quá nhiều người để coi, nhưng mà làm vì đam mê mà các bạn. Bao nhiêu người coi mình cũng vui rồi, tại vì lúc mà mình có thời gian thì mình sẽ quay thôi. Các bạn đang thấy đây thì những cái chỗ nào mà giấy nhám không mài tới thì mình sẽ xài bằng giấy nhám 320 bằng tay hoặc là cái bùi nhùi nhám màu đỏ ấy các bạn. Và mình sẽ lau chùi lại toàn bộ bằng xăng lau chùi hay là Washing Grease Remover. Thì anh em có thể tìm hiểu ở trên mạng, hay là mình có để chữ dưới này thì các bạn có thể tự tìm Google nhá. Thì dùng để lau chùi trước khi sơn hoặc là trước khi sơn lót thì mình hay dùng cái này. Nếu anh em nào có ủng hộ thì anh em có cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì sau khi mài xong thì mình sẽ bắt đầu dán để mà cho sơn lót. Thì các bạn thấy là khi mà mình dán thì mình sẽ dán đè lên những cái đường viền của cẳng trước luôn nhá. Mình dán đè lên luôn. Khi mà sơn lót lên thì mình sẽ dùng giấy nhám mà mài ra thì nó rất là dễ. Các bạn thấy chỗ nào bóng là mình mài.
còn chỗ nào còn phải bóng á, còn màu bóng ấy, thì mình sẽ dán đè lên đó hết, tại vì mình không muốn slot vào, và lúc mà slot dính vào đấy thì rất là khó để mài ra, những chỗ góc cạnh rất là khó để mài ra, cho nên là các bạn chú ý những cái điều đó nhá. Và cái cảng này thì khá là nhỏ và mình sẽ chỉ cần slot ở ngoài thôi, nhưng mình không có đem vào phòng sơn, mình sẽ slot toàn bộ cảng trước luôn nhá. Các bạn thấy những cái chỗ nào mà mình không có sơn, mình không có sơn lót, những cái chỗ nào còn bóng ấy, mình sẽ dán giấy lại, bọc lại rất là kỹ, tại vì khi mà sơn lót vào đó thì không có cái nào mình có thể mài ra, cũng rất là khó khăn để mà mài, cho nên là những cái phần nào mà mình nhìn thấy, mắt nhìn thấy, khách hàng nhìn thấy thì mình sẽ sửa thôi. Những cái phần mà mình đang dán đây thì sẽ có cái ốp nhựa đen để mà bọc vào đó thì không có gì hết. Và trước khi mà mình sơn cho cảng nhựa thì mình luôn luôn dùng sơn lót nhựa để sơn lót những cái chỗ nào mà bị lòi màu đen ra, hay là những cái nào mà cái phần xước mà mình mài nó khá là sâu ấy, thì mình sẽ dùng cái sơn lót nhựa. Còn sơn lót thì mình sẽ dùng sơn lót 2K và tỷ lệ pha của sơn lót của dòng sơn mình đang dùng là 411, còn khá là dày, và mình sẽ sơn lên đây 3 lớp và 3 lớp, và không tính cái lớp đầu tiên này nha các bạn. Lớp đầu tiên là lớp mà kiểu như mình sơn nhẹ nhàng cho nó dính lên thôi, để đỡ mà kiểu như là có dính dầu hay gì ấy. Thì đây là cái lớp đầu tiên là mình sẽ sơn, tính lớp đầu tiên là tính từ đây nha. Và mình sẽ sơn cho nó 3 lớp dày tương tự như thế, và mỗi lớp sơn thì cách nhau khoảng 10 đến 20 phút tùy vào thời tiết. Nếu các bạn sơn ở ngoài, ví dụ cái ngày mà nắng nóng thì các bạn có thể giảm thời gian xuống khoảng 5 phút, tại vì nó khô rất là nhanh. Còn ví dụ cái ngày mà lạnh hơn thì mình phải một đem vào phòng sơn, tại vì có sấy thì nó sẽ tốt hơn, nó có độ nóng ấy của phòng sơn này nó sẽ tốt hơn. Còn những ngày mùa hè như này thì đối với những cái công việc nhỏ này thì mình chỉ cần sơn ở ngoài thôi. Và ở đây thì mình sẽ cách khoảng 10 phút và mình sẽ sơn lên một lớp, và tổng cộng là mình sơn 3 lớp nhé các bạn, và để khô qua đêm và sang ngày tiếp theo là mình có thể mài nó xuống và sơn thôi. Mà quên là mã màu sơn của chiếc xe mini này là A67 nhé các bạn, màu cũng khá là đẹp các bạn, màu có metallic. Và nhắc đến metallic mình nhớ thì mình rất là vui khi mà có nhiều anh em mới biết tới kênh mình và bình luận và hỏi những cái vấn đề mà anh em thắc mắc. Nhưng mà nhiều anh em mà không chưa đi học sơn bao giờ, hoặc là chưa có cơ hội về tiếp xúc sơn xe đồ, thì mình nghĩ là các bạn nên đi học, nên tự tìm hiểu về những cái kiến thức cơ bản về sơn xe. Còn những anh em nào mà làm lâu hoặc là có cái vấn đề nào thắc mắc thì các bạn có thể bình luận ngay xuống phía dưới của video và mình sẽ luôn luôn giải đáp. Còn anh em mà thắc mắc những điều cơ bản thì thực sự là mình không thể giải đáp nổi. Ví dụ như mỗi ngày ví dụ có 10 người và một người nào cũng mới cứng hết, và 10 người đó đều hỏi chung một câu hỏi ấy, thì thực sự mình không thể nào mà trả lời nổi. Các vị, anh ơi sơn bóng là gì, anh ơi metallic là gì thì thua. Thì các bạn cái đó các bạn có thể tự tìm hiểu ở Google nha các bạn, không có gì gọi là khó khăn hết với những thứ cơ bản đó. Còn anh em nào đi sâu xa hơn thì hoặc là vấn đề thắc mắc về sơn thì mình sẽ luôn luôn giải đáp tất tật tật đó. Anh em nào vui vẻ và nếu nghe những lời mình nói thì bỏ cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Còn đây là lớp sơn cuối cùng này, tại vì thực sự thì sơn lót mình cắt khá là nhanh và không để anh em phải chờ lâu đâu. À, sau khi slot khô thì mình sẽ để khô qua đêm và mình có thể mài xuống rồi. Ok mọi người, sau khi mà mình đã slot và để nó qua đêm, mình không có sấy ấy, mình không có hấp, thì nó đã khô rất là đơn giản. Tại vì thường những cái slot như này mình rất là không thích kiểu là hấp, tại vì khi mà hấp ấy, thì sơn lót nó, nếu mà sơn qua ngày hôm sau thì sơn lót ở dưới nó kiểu như là nó nổi bọt các bạn, tại vì nó quá nóng phần dưới mà mình sơn đè lên mấy lớp nó không khô kịp, không thoát ra kịp ấy. Thì mình luôn luôn là để sơn lót khô qua đêm và mình sẽ sơn.
còn hoặc là những cái công việc, những cái xe Mustang 66 đấy thì mình sơn lót và mình có hấp, nhưng mà mình không có sơn liền mà mình sẽ để một tuần sau mình mới sơn lại, cho nên là mình có thể hấp được. Còn những cái công việc mà mình sơn liền ấy thì mình không hấp, mình để khô qua đêm là ok rồi. Thì trước khi mà mình bắt đầu trà ấy thì mình có kiểm tra trên toàn bộ cái bề mặt càng trước của xe mini này thì có những cái lỗ nhỏ li ti, có một số lỗ thôi, không toàn bộ như lần trước, tại vì sơn lót 2K đã lấp toàn bộ. Thì bây giờ mình chỉ cần dùng hoa tiếp và lấy lại lấp những cái lỗ nhỏ, một hai lỗ nhỏ thôi. Mình sẽ dùng than đen trà lên toàn bộ, coi như cái đó gọi là guide code và mình bắt đầu trà nhé. Mình sẽ dùng cái nhám 320 bằng tay ấy, có lốp đi bằng tay, mình sẽ chè lại toàn bộ những ngóc ngách nhỏ như này, những cái chỗ mà máy chè nhám không chà tới được. Như vậy là xong cái bước xử lý bằng giấy nhám 320. Thì nhân tiện mình đang trà tay thì mình sẽ dùng giấy nhám 500 và trà y chang những cái chỗ mà trà giấy nhám 320 bằng tay nhé. Ok, còn bây giờ mình sẽ chuyển qua màn máy 500. Bây giờ thì mình sẽ rửa lại toàn bộ bằng nước và trà qua với giấy nhám 800, sau đó là sẽ rửa lại sạch sẽ toàn bộ bằng cái bù nhựa nhám màu xám cùng với cát mịn nhá. Như thế vậy thì bây giờ
mình sẽ lau chùi và đem vào phòng sơn thôi nhé. Và sau khi mà đã lau chùi sạch sẽ xong ấy, thì mình sẽ bắt đầu không sơn màu nha các bạn. Mình sẽ xây lên đây một lớp sơn lót nền để cho nó che phủ hết tất cả những vết xước, đảm bảo chắc chắn rằng khi mà mình sơn màu lên sẽ không có những vết xước, không có những cái lỗ nhỏ li ti nữa. Đi thôi. Và mã màu xe của cảng trước này là của xe mini nhé các bạn, A67. Và chúng ta bắt đầu sơn thôi. Bỏ qua cái phần lau chùi nhé, tại vì các bạn thấy thì lau chùi thì không có gì thay đổi, trừ khi mà các bạn đã biết các bạn đã biết mình làm video thế nào thì lau chùi thực sự từ cái ngày đầu mình làm video bây giờ không thay đổi nha các bạn. Mình đã sơn xong và mình sẽ để cho nó khô khoảng 10 phút. Và sau đó mình sẽ quay ra đây, mình sẽ lau chùi những cái bộ phận của những cái xe khác. Tại vì ở đây mình có xe cảng sau của xe Volkswagen Touareg 2021 và một cái cản sau của cái nhựa cản sau của Honda Civic AS nằm phía sau, thì mình sẽ đi sơn cái đó trước. Sau đó, sau khi sơn xong cái đó, mình sẽ quay lại và sơn màu cái này nhá. Ước gì ngoài đời mà sơn được nhanh như thế nhỉ. Bây giờ mình sẽ chuyển qua sơn màu màu xanh của xe mini nhá. Và đây là màu A67 của xe mini, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu sơn nhá. Sơn phủ lớp đầu tiên này.
sẽ để cho nó trong khoảng 10 phút và sau đó mình sẽ đi pha sân bóng nhá. Và bây giờ là lớp sân bóng đầu tiên nhé các bạn. Sân bóng rồi các bạn ơi. Và mình đã sơn xong. Và chúng ta hãy quay lại và check kết quả sau một ít phút nữa nha. Subscribe kênh nhé.